Xin chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 10 giờ 30 sáng ngày 5 tháng 1 năm 2023. Mình đang có mặt tại đầu đường Mậu Tâm quý vị ha, xuống dưới kia là đường Huyền Trân Công Chúa đó. Sáng hôm nay thì thời tiết âm u, có mưa, mưa bay bay thôi quý vị, những cái hạt nhỏ nhỏ thôi ha, trời lạnh quý vị. Đó, nhìn trời sắp Tết mà nó buồn quý vị ha. Bên phía tay trái ngay đầu đường Mậu Tâm này thì có một vài nhà trọ đây quý vị này. Đó, nhà trọ này thì dành cho người lao động đó quý vị, khá là nhiều căn phòng ở trong này. Trong này thì có đến mười mấy căn phòng phòng trọ đó quý vị. Giá phòng trọ ở đây thì tầm khoảng 2 triệu rồi quý vị ha. Rất là nhiều những căn hộ gia đình họ ở đây. Còn bên phía tay trái của chúng ta thì có một căn nhà người ta mới xây xong rất là to luôn. Rao bán đó quý vị. Bán nhà chính chủ. Đó. Bán nhà chính chủ. Một căn nhà này chắc làm khách sạn quá. Có sân có bãi đàng hoàng ha. Tuy nhiên người ta xây mà người ta không có hạ xuống quý vị. Xây phải hạ xuống nó thấp ngang mặt đường quý vị ha. Chứ xây cao hơn mặt đường Huyền Trân Công Chúa này thành ra nó cũng vướng vướng khó chịu nhỉ. Khó xe cộ lên xuống khó. Nằm ngay mặt tiền đường mà không biết tận dụng. Chắc người ta tiết kiệm không muốn múc xuống. Múc xuống giờ tốn kém. Chứ còn mà múc xuống thì rất là ngon luôn. Phải ngang ngang mặt đường một chút. Đó, giống như căn bên này quý vị nè. Căn bên trái của chúng ta ha. Hồi trước cũng là một cái đồi cao. Người ta múc xuống sát mặt đường thành ra nó cũng rất là tiện cho xe đi vô đi ra luôn. Rẽ lên con hẻm này đấy. Nghĩ hẻm này là hẻm cục quá. Đúng rồi, hẻm cục quý vị. Ở đây có qua có những căn nhà nó vô cùng cổ kính luôn. Nhà gỗ trước mặt của chúng ta là biệt thự cổ. Đó, một căn biệt thự cổ rất là cổ luôn quý vị. Có những hộ gia đình ở đây. Ui, chó nó ra nó chỉ. Biệt thự cổ này là cũng có gia đình người ta ở trong quý vị, cũng dạng giống cái nhà tập thể vậy đó. Đó, mẹ đường Huyền Trân Công Chúa này nếu như mà xây dựng á là nhà phải đủ diện tích quý vị ha, đủ diện tích là mặt tiền này là toàn xây biệt thự không, đó xây biệt thự hoặc là dạng biệt thự mini nhưng mà phải có khoảng sân hai bên quý vị, khoảng trống hai bên ha, chứ không được là xây nhà liền kề. Còn không thì chỉ là những căn nhà ký ốt mà tạm bỡ thôi. Đó, ai đủ diện tích mới xây biệt thự. Còn ở sau lưng ở bên phía tay phải của chúng ta đó là thuộc địa bàn phường 4, là những căn nhà liền kề quý vị, khu dân cư liền kề mà đa số là nhà trên đất nông nghiệp, viết mua bán viết tới giấy tờ tay sổ chung đó. Nhưng mà dân cư cũng ở lâu đời rồi quý vị. Ngày xưa ở dưới sau lưng những dãy nhà này là vườn hồng quý vị, rất là nhiều hồng. Mà sau này người ta bán dần đi và xây nhà lên ha. Trên con đường Huyền Trân Công Chúa này thì có những cái ký ốt nhỏ nhỏ để người ta bán rau, bán cá, bán thịt, bán thà. Bên phía tay trái của chúng ta là trường dân tộc nội trú ở đường Huyền Trân, quý vị. Dân tộc nội trú ha. Trước đây là trường nữ tu đó. Một khuôn viên rất là đẹp. Buổi chiều chiều có hoàng hôn mà mình cũng
thay vào đó dào dào, yên tĩnh và yên bình lắm quý vị. Đó, dọc này quý vị thấy không, nếu như mà nhà nào không có không có đủ diện tích là người ta làm những căn kệ út ha, nhỏ nhỏ thôi, hoặc là xây lùi sâu vào trong và trước thì người ta làm cái ốt cho thuê hoặc là buôn bán, sau là ở, nhìn nó khá là sập sệ. Càng xuống dưới này thì đất nó càng hẹp lại, tại vì sau lưng là có một cái con đường thiền ý nữa quý vị. Nhưng càng xuống sâu dưới này là càng không được xây dựng nữa quý vị này. Đó, toàn cái ốt không á, nhà tiền chế ha. Càng xuống sâu là nó càng hẹp lại đó, nó giống như là một cái mũi tên mũi tàu vậy đó quý vị. Trên nó phình to còn dưới nó nhỏ lại ha. Dưới này là người ta mở quán cà phê này, giặt sấy lấy ngay này, để mình vòng vào đường thiền ý hả? Đó, nó như là một cái mũi tàu luôn. Đây là đường thiền ý ha. Nó vào trong những khu dân cư này nó sạch sẽ yên tĩnh quý vị, chủ yếu là người ta ở thôi, cho nên chứ nó cũng khá vắng. Ở trong này đây họ đi phố, ra phố họ làm ha, đi làm việc này việc kia vậy đó. Chứ trong này thì buôn bán gì đâu. Trong này nếu như mà ai có điều kiện thì có thể mở khách sạn homestay đấy. Nhà rộng rộng và có làm phòng ốc đàng hoàng thì mở khách sạn homestay quý vị. Đường này mới làm lại cho nên nó khá là sạch sẽ. Và đây là một con đường cục quý vị, hôm tây này đó. Rẽ vào đây cái, rẽ vào đây không biết nó có thông đi được đâu không. Ở trong này đa số là đất nông nghiệp quý vị ha. Nhà đa số chứ không phải là toàn bộ. Ví dụ những căn nhà to lớn như thế này thì phải là xin giấy phép xây dựng thì mới xây được. Còn những căn nhà cấp 4 là đa số là đất nông nghiệp sổ chung đấy. Mùa này thì khách du lịch ế rồi, vắng rồi. Mùa này cho dù cuối tuần nó cũng vắng. Tết nhất đến nơi rồi thì chả ai đi chơi ha. Chủ yếu là ví dụ khách nước ngoài hoặc là bà con Việt kiều mà về quê ăn Tết, tranh thủ đi chơi quý vị, tranh thủ đi du lịch ha. Nhưng mà năm nay thì Việt kiều chắc có lẽ cũng về ít thôi, không có về nhiều, không có về ồ ạt giống như là những năm trước. Mà bà con Việt kiều cũng có nhiều người ví dụ kinh tế khó khăn, bây giờ cũng thắt chặt. Ra đây là đường Hoàng Văn Thụ quý vị. Nếu rẽ trái là về đèn Tà Nung về ha, rẽ phải là về trung tâm. Đó, mấy hôm nay cứ mưa mưa với lại âm u như thế này, mình không muốn đi ra vùng ven ra không có đẹp quý vị, nên cứ quanh quẩn quẩn ở trong phố này nhiều lúc cũng khá là tù túng. À, mình chờ cái flycam gửi về, nó gửi 4-5 ngày rồi vẫn chưa về tới nơi, không biết bị lạc đâu rồi.
Bên kia là chợ Nam Thiên quý vị ha. Một ngôi chợ nhỏ nhỏ thôi, chợ dân sinh quý vị. Hôm nay vòng những cái tuyến phố thân quen nhỏ nhỏ như thế này. Tại vì Đà Lạt thì nó cũng nhỏ thôi, điên phong là hết rồi, nên cứ chạy lui chạy tới chạy lui như thế này quý vị. Đường này thì bây giờ bữa trưa là bà con đi làm về là ghé đi chợ luôn này, buôn bán khá là tấp nập luôn. Và con đường nhỏ nữa, cái này gì xe vô ra nhiều lúc nó cũng vướng víu. Đó, hai bên mép đường này là bà con cứ bày rau rán đồ này kia ra bán, rất là nhiều rau, nhiều thịt, nhiều cá và nhiều bông ba trái cây. Đó. Những mặt hàng này thì buôn bán được quý vị. Cho dù có như thế nào thì người ta vẫn mua ha. Ăn uống mà. Đó, nếu rẽ trái lên là chúng ta sẽ lên đường Thiền Mỹ. Bây giờ mình lên đường Thiền Mỹ đi. Thiền Mỹ ghé vào chùa đi quý vị, chùa Lâm Thiền Ni ha. Đó. Bên phía tay trái của chúng ta có những cái con hẻm đi sâu vào trong tối tăm đó, là những cái dãy nhà trọ đó quý vị. Nhà trọ dành cho người thu nhập thấp ha, người lao động. Họ đi làm cả ngày, chủ yếu tối về ngả lưng một chút thôi quý vị. Nên gì cũng không nhất thiết là phải thuê những phòng trọ mắc tiền mà cho đẹp cho sang, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Lâu rồi mình chưa ghé vào chùa. Đó, khung cảnh rất là bình yên, rất là thanh tịnh. Chùa này thì hồi trước mình cũng có ghé mấy lần rồi quý vị ha. Bây giờ mình rẽ phải để đi vào con đường Ngô Thị Sĩ quý vị ha. Vào đây là cái hẻm 27. Nói là hẻm nhưng thực chất là một con đường lớn rồi, hai làn xe rồi quý vị. Người ta mới làm lại, mở rộng ra quý vị ha. Quý vị thấy nhà cửa ở trên đồi cao dưới người ta xây cái ta ly dễ sợ không? Đây, trên đồi cao dưới xây bộ ta ly kinh khủng luôn. Nhà này xây tốn kém cực kỳ luôn quý vị. Bên phía tay trái chúng ta là một cái lô đất phải nói kéo dài dằng dẳng theo cái này. Đó, theo mặt tiền đường này. Ai có lô đất này phải nói là tỷ phú rồi đó. Có cái view thoáng đẹp. Nghĩ đất này là vẫn là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi đâu. Nói thì chưa chuyển đổi vậy thôi chứ. Rỡ vào là phỏng tay đấy.
từ khi làm con đường này ra cái là giá trị đất đai ở đây tăng lên và nói gấp 2-3 lần. Đây là con đường hẻm cục quý vị. Bây giờ mình rẽ trái đi, rẽ trái lên hẻm nhỏ nữa đi.